Và bây giờ thì Minh Năng muốn được mời các anh chị sẽ cùng đến với một phần mà tôi tin chắc rằng trong những năm gần đây mọi người chúng ta cũng đã rất là chú ý đến. Thưa các anh chị, với hệ thống âm thanh, ánh sáng, với một sự kết hợp vô cùng ấn tượng của các kỹ thuật viên mà chúng tôi vẫn gọi họ với cái tên rất là tuyệt vời, đó là phù thủy âm thanh hay là phù thủy ánh sáng. Và ngày hôm nay thì dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người thì họ cũng muốn sẽ được gửi tới quý vị là những tiết mục trình diễn cũng rất là nghệ nha các anh chị. Bởi thường ngày chúng ta chỉ biết họ đến với cái tên là nghệ sĩ ở phía sau sân khấu mà thôi, những người nghệ sĩ cống hiến thầm lặng. Nhưng ngày hôm nay họ sẽ gửi tới tất cả chúng ta một phần trình diễn, một phần lighting vô cùng ấn tượng. Phần này có sự kết hợp của các nghệ sĩ đến từ đơn vị công ty Nam Khôi TY Aquatic và đơn vị Kim Mạnh Tuân. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón phần lighting vô cùng ấn tượng của buổi tối đêm nay. Hãy dành tràng pháo tay thật lớn và chúng ta hãy cùng dâng cao những chiếc smartphone của mình lên được không ạ? Hãy lan tỏa những điều tuyệt vời của quê hương Vĩnh Tường ngày hôm nay. We'll be right back.